Dạ em muốn tìm người là không gia trưởng, không hút thuốc, biết quan tâm tôn trọng người khác, biết nhậu nhưng mà không có lầy lội, không có nhai, nhậu về ngủ chứ đừng có đừng quậy à, đừng quậy mà đừng có lội bờ này bờ rượu kia rồi nhậu mà không có được lầy đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi. Và bây giờ xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi anh. Rồi, bây giờ mời bạn nữ mình sẽ giới thiệu về bản thân mình nha. Em chào chị Nam Thư, em chào chị Anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia cùng quý vị khán giả. Em tên là Phạm Thị Quỳnh Nhi, em sinh năm 1988. Em quê ở Bến Tre, hiện tại em làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là nhân viên văn phòng. Dạ, em làm ở Bình Tân ạ. Mời bạn trai. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Nam Thư cùng toàn thể quý vị khán giả và chào bạn nữ bên kia. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Thành Nam. Công việc của mình là phụ trách về tổ chức sự kiện của công ty. Và bên cạnh đó mình có nhận đào tạo cũng như là huấn luyện cho một số bé thiếu nhi, các bé thiếu nhi về bên ca hát. Bạn gái hãy nói một chút xíu ưu khuyết điểm của mình đi. Em nóng tính, em hay giữ, có hơi cố chấp một xíu, em hơi nhõng nhẽo một xíu. Trời sao tả hồi thấy giống chị quá vậy? Dạ tại là ở nhà em con út với chị, hồi nhỏ hay được cưng nên là bây giờ lớn hơn cũng hơi nhõng nhẽo một xíu. Chà, cô này là thú vị nha. Rồi còn bạn nam bên kia. Dạ thì cũng có hơi nóng tính, nhưng mà bất cứ chuyện gì nhưng mà mình cảm thấy là mình sai thì mình sẽ nhận lỗi, biết ca biết hát và biết đàn gì đó. Rồi đàn hát bài cho nó vui cái đi. Xin gửi quý vị khán giả cũng như là mọi người trong trường quay một ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang, ca khúc mang tên là Điều Giản Dị. Người ơi, đừng bao giờ cách xa. Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em. Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo, đôi môi em gửi bao khát khao, mắt em vời vời lấp lánh ngàn sao. Em mong manh tựa rừng cây chun rời lá, gió chiều bóng trần sao xuyến mãi khôn nguôi. Người yêu ơi đừng bao giờ cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em. Chết thiệt. Sao cưng, em thấy sao? Dạ anh đã hát hay chị. Hát hay đúng không? Cái mẫu người đàn ông lý tưởng của em là như thế nào? Dạ em muốn tìm người là không gia trưởng, không hút thuốc, biết quan tâm tôn trọng người khác, biết nhậu nhưng mà không có lầy lội, không có nhai, nhậu về ngủ chứ đừng có đừng quậy à, đừng quậy mà đừng có lội bờ này bờ rượu kia rồi nhậu mà không có được lầy đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi chà, hát dày đi cô gái là chết con gái người ta chứ giỡn đâu. Chào anh. Dễ thương ha. Dễ thương. 81 trẻ mà mắm móm giống em, trời có một ruồi giống em nữa. Hát thiệt á, hát là chết. Em bên ngồi bên này là nhắm mắt lại, bên bạn gái là ngồi. Sao anh, tình trường sao, kể em nghe nè. Thì mình có một cái mối tình mà gọi là kỷ niệm nhất thôi. Dạ. Là cách đây cũng 9 năm rồi.
Dạ. Thì nhưng mà thời điểm đó thì mình thấy cái sự nghiệp của mình cũng chưa ổn định, mọi thứ chưa ổn định nên mình không có tiến tới được. Dạ. Người mà có tính nghệ sĩ thì dễ say không. Nắng lãng mạn. Mình không có say nắng. Mình say là mình say luôn chứ mình không say nắng đúng không? Thường thường thì mình thường là phải tìm hiểu. Anh muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào, nói Nam Thư có giống bên kia không? Chỉ cần các bạn nữ đó biết chia sẻ là được. Có thể là mình không hợp nhau lắm nhưng mà mình biết chia sẻ thì nhường nhịn nhau thì nó sẽ bền lâu. Yeah. Còn em, cưng ngoại hình của em bên ngoài như thế nào? Cao 1m65 trở lên chị. Bên mình cao mét nhiêu ha? Mình giờ là 64. Sao có, đấy, có đôi giày xong nữa là hình 65 được. Thua có chút xíu còn thua gì đâu mà. Trời ơi. Cũng ổn định rồi đó. Ổn ổn, dễ thương. Nhưng mà chưa biết sao. Chưa thấy hát hay quá. Cái lịch làm việc của anh nó có bận rộn nhiều không? Thì thường thường nó hơi nghịch giờ với người ta. Mình làm buổi tối. Đợi các bé đi học về. Nhật, đúng rồi. Dạ. Em còn lịch trình làm việc của em sao? Em làm việc hành chánh từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều chị. Thỉnh thoảng cũng có tăng ca. Không sao, ví dụ như là nếu mà có tới với nhau 5 giờ chiều phụ đi dạy được mà đúng không? Có gì đâu, thì ảnh đi dạy thiếu nhi thì đi theo cho nó vui. Đâu có em gì đâu mà sợ em. Dạ em hát dở lắm anh ơi. Ảnh sẽ dạy cho em hát. Đúng rồi. Được ha. Có một vài bé mà đến với anh thì phụ huynh cũng hỏi là có biết hát không. Nhưng mà anh thử giọng thì anh nghe thì anh có thể đào tạo được. Anh thử có giọng coi nào. Thử đi. Thử giọng nha. Bắt đầu. Cháu lên bà, cháu vô mẫu giáo. Cô thương cháu, cháu không có khóc nha. Sao anh? Bé được hát rồi đó. Giọng đó đào tạo được không? Được, được. Nhiệt phách được, nhưng mà bạn đó hình như là bạn cố ý bẻ cái nốt lên xíu, lên chút thôi. Nhưng mà nghĩ là nếu mà hướng dẫn là được. Phát hiện là cố ý luôn, thấy chưa? Trời ơi. Được, được, được. Giọng đó là giọng của bên chưa? Kia đó. Rồi, bây giờ thế này. Em không thích cái tật xấu của người đàn ông gì? Dạ, hút thuốc. Có hút thuốc trai? Dạ, không, em cũng không hút thuốc mà cũng không uống bia rượu luôn. Không có hút thuốc, bia rượu dạ, luôn. Không thích gia trưởng anh. Đây chắc cũng gia trưởng rồi, chơi với con nít không mà gia trưởng cái gì. Đúng rồi. Dễ thương lắm, cái tinh thần ta sảng khoái, thoải mái lắm, phóng khoáng lắm. Gia đình anh có là em mặc quần đùi hay áo hai dây hay gì đó. Hình nhuộm tóc gì có khó khăn con đời đó mà. Ừ. Mặc quần đùi áo hai dây một dây không có dây nào được không? Không sao? Ủa sao em hỏi vậy vậy? Tại nhà em hơi khó. À, tức là nhà em không cho mặc quần đùi áo hai dây nhuộm tóc luôn. Dạ, nhuộm màu sáng là không được chị. Ở nhà em hơi khó. Vậy nhà em không chịu hả? Con này anh chịu hết sao không được chứ? Ví dụ anh mà xuống với nhà em chơi gì đó, anh mặc đồ như thế nào? Anh vẫn mặc đồ như bây giờ, lịch sự bình thường giản dị thôi. Chứ anh không thích mặc đồ nó nghệ sĩ quá hay là khô xương quá. Coi như lúc nào cũng bỏ áo quần hết. Dạ. Đó, vậy được chưa? Nhưng mà đi ngủ cũng bỏ áo quần luôn. Nhưng mà hỏi quá đáng anh Linh này. Đi ngủ mà bỏ áo quần thì sao ngủ? Lịch sự mà. Thường anh mặc áo bà ba, quần pyjama đó, bỏ áo quần vô đi ngủ cho nó. Thì cái đó chỉ có anh Quyền Linh thôi, anh Quyền Linh ơi. Em muốn hỏi là bạn nam bên kia là ở với ai, sống có ở với gia đình không? À. Ví dụ có cưới về, có làm dâu không? Đó. Hiện tại giờ thì em ở của mình à. Mẹ thì ở còn ở dưới Cần Thơ, ba thì mất rồi. Ở mình lên ha. Dạ. Ở nhà riêng hay là nhà sao? Dạ nhà riêng. Có nhà riêng rồi hen. Nhà riêng hơi rộng à. Có không? Dạ có. Có. Có căn hộ à. Căn hộ rộng à. Chưa có tiếng khóc trẻ thơ, chưa có ai ở cùng. Chà, ổn. Bây giờ mình hỏi xong ý kiến người thân cái đi, mình cho gặp mặt. Rồi hôm nay Nhi, Nhi dạ. Đi với ai? Em đi với chị gái với hai người bạn đồng nghiệp. Chị ruột á hả? Dạ đúng rồi. À, chị ruột. Dạ. Chào em chị. Chào anh Quyền Linh. Chào chị Nam Thư. Dạ chào chị. Chào bạn. Dạ, chào mọi người trong khán phòng hôm nay. Em là chị của Nhi. Dạ. Nhi ở nhà thì nói chung là cũng hiền, khó tính chút xíu, kỹ tỉ mỉ cái kiểu vậy á. Dạ. Chưa dẫn người nào về nhà để ra mắt hết. Dạ. Nên ở nhà rất là nôn. Mong là đi bạn muốn hẹn hò này sẽ dẫn được một anh nào về để ở nhà mừng. Sao? Chị mình, chị thấy anh bên kia thấy sao? Anh đây thì rất là chững chạc, nói chung ok. Cảm ơn. Là mong mà cả hai cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn dạ, chị. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị. Ai đi với ai? Dạ em đi với bạn và hai mấy phụ huynh và hai bé học trò phải không? À. Dạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào Nam Thư và dạ. Chào quý vị khán giả. Chào đàn trai. Sao ý kiến đàn trai sao? Dạ. Dạ chào bạn gái. Thì em là phụ huynh của học trò của Nam. Thì nói chung Nam là người hiền, cũng hơi khó tính tí,
cũng hợp với bạn gái bên đây lắm. Mà Nam rất là sâu sắc, rất là dễ thương. Nhiều khi mình tới thấy Nam ở có một mình á, nhiều khi cũng cũng muốn Nam lập gia đình để có người sắp xếp rồi chỗ ăn ở rồi này kia đồ cho Nam, chứ thấy Nam ở một mình thấy thương lắm. Ở mình ở dơ lắm ha. Dạ không phải, giống như trời, là ở một mình cái nhiều khi thầy bận rộn á, làm nhiều việc á, rồi nhiều khi cái chị qua chị nấu phụ nấu ăn cho thầy. Chứ xưa lên ở mình ở dơ lắm, cho nó luyện tùm lum đồ rối trong phòng hết trơn á, phải chi có người sắp xếp lại ha, sắp xếp từ trong phòng tới nhà cửa, sắp xếp cuộc đời lên thì hay quá đúng không Nam? Dạ. Đó. Mấy phụ huynh ở đây ai cũng muốn thầy lập gia đình để có người bầu bạn với thầy. Rồi nhiều khi mấy bé tới học đừng có cô nấu cơm cho mấy bé ăn chứ nhiều khi thầy nấu không à, tới cái bé mấy bé tới cái nhiều khi thầy nấu đồ ăn cho mấy bé ăn nữa. Nói chung là cảm thấy thầy rất là tốt. Còn về phía bạn nữ bên đây thì cũng hợp với thầy lắm, trắng trẻo đẹp gái dễ thương. Dạ. Cũng mong là thầy với bạn bên đây hai người cho nhau cơ hội. Rồi cảm ơn các phụ huynh, thấy chưa, các phụ huynh cho con đi học mà quý thầy như thế thì Linh nghĩ rằng là thầy là người tốt rồi. Anh Linh hỏi nít là rõ hết đúng không? Đúng rồi. Hỏi dạ, thử coi thầy bây giờ sao hả? Chào hai đứa, chào hai con. Dạ con chào cô Nam Thư và chú Huyền Linh và tất cả khán giả ở đây. Và con chào cô. Thầy là một người rất là dễ thương, khi tụi con tới thì thầy thường nấu ăn cho tụi con và thầy giỏi nhất, rất là nhiệt tình. Thầy có ở dơ như chú Quyền Linh không con? Dạ không. Vậy hả? Trước chú, giờ đi dạy á, thầy Linh đi dạy lắm. Thầy trời anh Linh cái chị ở dơ đâu có đẹp đẽ gì đâu, nhắc hoài vậy. Chú xưa chú ở mình chú ở dơ lắm rồi. Thầy có bao giờ dắt cô nào tới gặp tụi con chưa? Dạ chưa. Chưa luôn hả? Dạ. Thầy dễ thương lắm hả? Rồi cô Thư cảm ơn, cô Thư tin con đó nha. Ta sẽ gặp nhau ngay bây giờ nha. Kéo rào. Bắt đầu đi Nam. Dạ. Thì gãy. Em cảm ơn anh. Em có quà tặng anh. Cảm ơn. Rồi hai người nói chuyện đi, không gian này là của các bạn đó. Anh nghe mọi người chia sẻ thì thấy em cũng dễ thương, nhưng mà hơi nóng tính là như thế nào nhỉ? Có đập đồ đập đạc gì không? Dạ cái đó hên xui anh. Có đập đàn thôi chứ không có đập đồ. Đập đàn hả? Em có gì hỏi mình, anh không? Anh cho em hỏi là ví dụ có phải làm dâu không anh? Không, mẹ anh thì cũng dễ lắm. Tại vì tính em không có nhỏ nhẹ, em không có nữ tính nên em sợ vấn đề đó. Nhiều khi mẹ anh thì còn làm cho con dâu nữa, chứ cũng không có khó khăn gì. Dạ. Ví dụ như thời gian mà em đi làm xong rồi thoảng em ghé đến cái lớp bên chỗ anh được không? À, vẫn được anh. Thứ bảy chủ nhật anh có phải đi dạy gì không nhỉ? Thứ bảy chủ nhật mình nhiều. Quan điểm về sinh con trai con gái thế nào mình thỏa thuận nói chuyện với nhau luôn đi. Anh cũng không biết sinh sao nữa, miễn có con này, ai cũng như nhau à, chứ anh không có quan trọng con trai hay gái. Ở đây anh có hai học trò này, con gái nhưng mà cũng rất là tài, cũng rất là hát, cũng rất hát hay. Dạ em có muốn nghe hai bé hát? Dạ muốn. Ba thầy trò mình gửi đến cho chị ở đây một ca khúc nha. Tôi yêu thành phố của tôi, yêu từ khi mới ra đường. Có góc phố ngồi trường, có bên nước con đường. Nắng sớm mưa chiều gửi nhớ trong tôi bao điều. Cho tôi trái tim tự hào,
bao năm một kiếp người, trăm năm cuộc bể giao. Sài Gòn của tôi, trời xanh bóng mát. Sài Gòn của tôi, ông vang tiếng hát. Đã qua nhiều cây đắng ngọt bùi, trẻ chung mãi mãi thắm tươi thêm tươi. Rồi, cảm ơn ba thầy trò. Dễ thương lắm. Bây giờ là cứ cuối tuần em tới cùng với thầy giáo, rồi coi mấy nhỏ hát, rồi nấu cơm cho mấy nhỏ ăn, rồi thầy dạy, rồi cô nấu cơm, rồi nấu cho mấy nhỏ ăn, rồi cuối cùng là thầy với cô ăn luôn. Được không? Được anh. Em thấy anh cũng là người biết quan tâm, chia sẻ. Em thấy anh cũng nghiêm túc. Thì hy vọng rằng là anh sẽ cố gắng, sẽ làm cho em không có buồn. Có thời gian. Các bạn hãy để tay vào nút bấm nha. Hãy nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nữa. 3 2 1 hết giờ. Chúc mừng. Chúc mừng hai bạn. Mời em. Trời nào, ơi. Nắm tay nhau. Rồi, chúc mừng thầy Nam, cô Nhi. Cô với thầy bữa nay mấy nhỏ khoái rồi à. Mình hung nụ hung đầu tiên, đánh dấu cái ngày gặp mặt đi thầy. Đó, xin phép nha. Đó. Dễ thương lắm. Mấy phụ huynh thấy được không? Hung lại kìa, phụ huynh cứ hung lại kìa. Trời ơi. Từ từ. Từ từ, vén khóa, vén tóc lên. Trời, bên kia nữa kìa. Phụ huynh quậy quá vậy, quậy rồi hả?